thực ra như mọi người biết là đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực nó không chỉ riêng đồ ăn, mà đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực bao giờ nó cũng có kèm đi theo những ly vang ngon. Và trong đỉnh cao đó là sự kết hợp hài hòa giữa rượu vang và đồ ăn. Thì như vậy, trong một tối ngôi sao, tôi là Alex, thành chuyên gia rượu vang công ty Đa Lộc đã chọn một chai rượu vang đến từ Mỹ, được làm từ giống nho Pinot Noir, đến từ thung lũng Russell River của Mỹ.